Khôn thì đừng xã giao. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bị cuốn vào những mối quan hệ xã giao, những buổi gặp gỡ và trò chuyện mà đôi khi không mang lại giá trị thực sự. Nhưng có bao giờ quý vị tự hỏi, liệu việc dành quá nhiều thời gian cho xã giao có thật sự cần thiết? Hôm nay hãy cùng Triết Lý Cuộc Sống tìm hiểu vì sao sự tự lực và khả năng cá nhân lại quan trọng hơn mối quan hệ xã giao, và tại sao đôi khi từ chối khéo léo lại là bước đi khôn ngoan nhất. Hãy lắng nghe và áp dụng trong thực tiễn, quý vị nhé. Thứ nhất, cầu người không bằng cầu mình. Trong cuộc sống, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có mối quan hệ tốt, quen biết những người thành công hoặc có địa vị cao là sẽ dễ dàng đạt được những điều mình mong muốn. Tuy nhiên, người thông minh lại nhìn nhận vấn đề này từ một góc độ thực tế hơn. Họ hiểu rằng sức mạnh và thành công thực sự không đến từ việc phụ thuộc vào người khác, mà xuất phát từ chính năng lực và sự tự lực của bản thân. Khi bạn dựa dẫm vào mối quan hệ để tìm kiếm cơ hội, bạn đang đặt mình vào vị thế yếu hơn đấy. Nếu không đủ giỏi, không có giá trị thực sự để trao đổi, thì dù có quen biết nhiều người thành công, bạn cũng không thể tạo ra lợi ích cho chính mình. Những mối quan hệ xã giao chỉ là vỏ bọc nếu bạn không có gì đáng giá để đưa ra. Điều này không chỉ khiến lãng phí thời gian, mà còn dễ khiến bạn mất đi sự tự tin, trở nên lệ thuộc vào những người xung quanh. Cầu người không bằng cầu mình. Khi tự xây dựng được sức mạnh từ bên trong, bạn sẽ trở nên độc lập, không cần phải dựa vào ai khác. Điều này không chỉ mang lại sự tự do, mà còn giúp bạn kiểm soát được tương lai của mình. Thay vì để nó nằm trong tay người khác, hãy nhớ rằng, sự giúp đỡ từ người khác có thể chỉ là tạm thời, nhưng năng lực thực sự của bạn sẽ là điều tồn tại mãi mãi. Thứ hai, đừng mong gặp quý nhân. Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp nhiều người, xây dựng nhiều mối quan hệ, nhưng không ai có thể đi cùng ta mãi mãi. Điều quan trọng là chúng ta biết tự mình đứng lên, tự mình bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Khi bạn tự rèn luyện bản thân, trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức cần thiết, bạn sẽ không còn phải chờ đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài. Bạn sẽ nhận ra rằng sức mạnh thật sự đến từ bên trong, và chính bạn là người duy nhất có thể quyết định số phận của mình. Khi đủ kiên định, đủ tự tin, bạn sẽ thấy rằng những thử thách chỉ là bước đệm để bạn tiến xa hơn. Và khi đó, bạn sẽ trở thành quý nhân của chính cuộc đời mình, tự tạo ra hạnh phúc và thành công bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Thứ ba là, xã giao vô bổ, không bằng ở một mình. Có câu, thà một mình còn hơn là bầy đàn hời hợt. Trong cuộc sống, đôi khi chính sự cô đơn lại là điều cần thiết để chúng ta có thể lắng nghe chính mình, để suy ngẫm và tìm ra con đường mình cần đi. Những người thành công thường là những người biết cách tận dụng thời gian ở một mình để sáng tạo, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Đừng sợ hãi sự tĩnh lặng, vì đó là lúc bạn có thể đối diện với bản thân, hiểu rõ những gì mình thực sự cần và muốn. Xã giao không mang lại giá trị thực thì chẳng khác gì việc đổ đầy một chiếc bình rỗng. Hãy dành thời gian cho những điều có ý nghĩa, cho những mối quan hệ thực sự quan trọng, và quan trọng hơn hết, hãy dành thời gian cho chính bạn. Thứ tư là không đồng chí hướng, khó làm bạn bè. Trong cuộc sống, mỗi người đều có một con đường riêng, được định hình bởi những giá trị, mục tiêu và lý tưởng cá nhân. Khi hai người có cùng chí hướng, họ dễ dàng tạo ra sự kết nối sâu sắc, nơi mà sự đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau trở thành nền tảng vững chắc cho mối quan hệ. Họ cùng nhau chia sẻ những khát vọng, vượt qua khó khăn và trưởng thành từ những trải nghiệm chung. Ngược lại, khi chí hướng không đồng nhất, mối quan hệ dần trở nên xa cách. Dù tình cảm có chân thành đến đâu, sự khác biệt về quan điểm, giá trị sống và mục tiêu sẽ tạo ra những rào cản vô hình. Những cuộc trò chuyện, những quyết định và hành động không còn xuất phát từ sự thấu hiểu lẫn nhau, mà thay vào đó là sự miễn cưỡng hoặc thậm chí là mâu thuẫn. Dần dần, những sự khác biệt này có thể làm phai nhạt đi sự gắn kết, khiến mối quan hệ trở nên nhạt nhòa và thiếu sức sống. Chính vì thế, việc chọn bạn, chọn người đồng hành trong cuộc đời không chỉ dựa trên sự ưa thích hay là cảm giác tạm thời,
mà còn phải dựa trên sự tương đồng về lý tưởng và mục tiêu. Thứ năm, học cách từ chối khéo léo. Khi bạn từ chối một yêu cầu hay đề nghị, đặc biệt là từ người mà bạn tôn trọng hoặc có mối quan hệ gần gũi, một sự từ chối thẳng thừng có thể làm tổn thương người khác, gây ra sự hiểu lầm hoặc thậm chí là làm rạn nứt mối quan hệ. Tuy nhiên, từ chối khéo léo cho thấy bạn tôn trọng cảm xúc của người đối diện, đồng thời cho họ thấy rằng bạn quan tâm đến mối quan hệ này. Một sự từ chối khéo léo cũng giúp bạn thể hiện sự tự tin và kiểm soát cuộc sống của mình, đồng thời tránh được việc bị lợi dụng hoặc quá tải với những cam kết không mong muốn. Nó là cách để bạn giữ vững lập trường cá nhân mà không tạo ra xung đột hay là gây ra cảm giác bị từ chối cho người khác. Bằng cách này, bạn bảo vệ được cả mối quan hệ lẫn sự cân bằng trong cuộc sống của chính mình. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Xế bóng cuộc đời. Thôi, mình đi em nhé. Hồi mới qua Mỹ, lần đầu thấy tấm bảng ghi là Estashell cắm ở góc đường. Tôi đoán là một hình thức bán bớt đồ cũ trong nhà. Như bày bán ở gara thì gọi là Garashell, bày bán ở sân sau nhà thì gọi là Yashell. Dọn nhà thì người ta bán bớt những thứ không tiện đem theo với bảng cắm là Moving Shell. Còn Estashell chắc cũng tương tự. Tự dặn là về phải tra từ điển, nhưng rồi tôi quên luôn. Nhớ lại những ngày mới đến Mỹ, ra đường thấy chữ gì không hiểu thì cứ nhủ lòng về tra từ điển, nhưng bao giờ cũng quên nhiều hơn là nhớ. Cho tới một hôm, tình cờ nghe cô bạn Mỹ làm chung kể chuyện, tôi mới hiểu chính xác Estashell là bán sạch gia tài. Cô kể là vợ chồng cô mua được bộ bàn ăn thuộc loại đắt tiền còn rất mới, nhưng với giá chỉ 1/10 giá trị thực của bộ bàn ăn đó. Cô ấy cho biết là bộ bàn ăn trị giá 5.000 đô la Mỹ, dù nó chỉ còn mới được 80%, nhưng nếu phải mua với giá 1-2.000 đô la Mỹ thì cô cũng đồng ý mua. Vậy mà hai vợ chồng cô ấy mua được với giá chỉ 500 đô la từ một căn nhà treo bảng Estashell. Cô ấy phải ghi xuống giấy ngày giờ và địa chỉ của căn nhà đó, rồi thông báo cho chồng biết trước mấy ngày để đến đúng hôm đó hai vợ chồng dậy sớm mà đi xếp hàng. Khi lọt được vào ngôi nhà Estashell, cô nhanh chóng quyết định, nhưng phải kể là may mắn nên cô đã mua được bộ bàn ăn thuộc loại đắt tiền với giá quá rẻ. Trò chuyện thêm với cô bạn, tôi mới hiểu ra Estashell là bán toàn bộ đồ đạc trong nhà, từ ly tách muỗng chén đến quần áo, giường ngủ, tủ trà, bệ thờ, tới cả tranh tượng đồ kỷ niệm. Nhưng giá bán của Estashell không rẻ như Garashell, Yashell hay Moving Shell, vì không phải là đồ thừa trong nhà. Lý do bán hết các thứ trong nhà vì chủ nhà phải vô viện dưỡng lão chẳng hạn. Những người già neo đơn ấy không có thân nhân đều có thể cho lại, nên họ bán hết bán sạch với giá cao hơn bán đồ cũ đồ thừa. Người Mỹ đi Estashell như đi hội chợ, nhất là Estashell ở những khu nhà giàu. Ngay từ sáng sớm, thiên hạ đã xếp hàng ghi tên, xe đậu dài 2-3 block đường. Tới giờ mở cửa, người ta tranh nhau mua, sau đó bưng bê nườm nượp náo nức như là được chia của vậy. Câu chuyện về Estashell như một hiểu biết thêm về đời sống Mỹ trong đầu óc mới tới định cư của tôi. Rồi thời gian và cuộc sống cá nhân quay cuồng theo cơm áo gạo tiền nên chả nhớ gì tới Estashell nữa. Cho tới một sáng cuối thu, dù đã 7 giờ nhưng mặt trời còn chưa ló dạng. Không gian yên ắng tới nỗi chỉ nghe mỗi tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Ngoài cửa sổ sương còn phủ ngọn đồi sau nhà mờ ảo màu lá vàng phai. Không gian đẹp, nhưng buồn quá, nhất là cái lạnh đã len lỏi về trên những ngón tay, cảm giác điêu tàn. Tôi đi thay quần áo để lên đường, đi giúp một ông bạn già, hôm nay ông bán Estashell. Tuy hẹn 9 giờ, nhưng tôi đi sớm để có thời gian ngồi uống với ông bạn bình trà, bởi tôi nghĩ hôm nay có thể là lần cuối tôi gặp ông ấy. Nhớ lại, tôi quen biết ông chừng 5-7 năm trước ở trung tâm sinh hoạt cao niên trong thành phố. Bữa đó, chính ông đã đến bắt tay tôi trước,
hỏi tôi có phải là fan mà ông thường đọc đó không. Tôi có cảm tình ngay với một người lớn tuổi hiền lành đôn hậu. Tình thân chưa có, nhưng lòng cảm mến thì nhiều. Tôi cho ông số điện thoại để tiếp tục nói chuyện vào dịp khác, bởi tôi đang bận với một cuộc phỏng vấn. Nhưng rồi tình thân nảy nở sau những lần ông mời tôi đi uống cà phê. Rất thỉnh thoảng, nhưng ông thực sự có hiện diện trong tôi như là một người bạn mà tôi thường tự trách là ít thăm hỏi ông, hay mời ông đi uống nước. Giao tiếp với người già, chỉ mất ít thời gian mà được lợi rất nhiều về kiến thức và kinh nghiệm sống. Biết thế, nhưng khi có thời gian rảnh rỗi thì tôi vẫn đi chơi với bạn trẻ nhiều hơn. Chỉ khi cần hỏi là cần tới người già, thì tôi mới nhớ tới ông, gọi ông, mời ông đi uống ly cà phê. Tôi là một con người hiện đại, qua cách tìm thông tin là biết hỏi ai. Và ông bạn già là người thuộc thế hệ cũ sẵn sàng cho không kiến thức, kinh nghiệm tích lũy cả đời mình. Sự cho và nhận, co giãn theo tuổi đời, thì tôi co ông giãn. Đó là ý nghĩ, hôm trời mới chớm thu, tôi gọi ông, mời ông đi uống ly cà phê vào một buổi sớm cuối tuần. Hôm đó, tôi không có gì để hỏi ông, mà chỉ là bỗng nhớ tới một người bạn mà quỹ thời gian của người đó không còn nhiều, nên tôi dành thời gian rảnh rỗi cho ông. Hôm đó, ông nói với tôi là, anh cũng đã già. Tôi tin nhận xét của ông, vì tôi đã vừa từ chối bạn bè trăng lứa rủ nhau đi nông trại của một người bạn từ sáng sớm để hạ một con dê và nhậu tới chiều. Chắc chắn là một cuộc vui, nhưng rồi cuộc vui nào cũng tàn. Bạn bè chưa già thì còn dịp khác để gặp. Nhưng ông bạn già hiu hắt như gió thu, hôm tình cờ gặp nhau ngoài chợ, lòng tôi bất an sau khi chia tay. Hôm đầu thu đó, hỏi thăm ra mới biết vợ ông đã qua đời hồi hè. Bà đi thăm con gái và cháu ngoại bên Cali, bị đột quỵ và mất luôn ở bên ấy. Ông muốn đưa bà về Dallas để lo mai chay, vì bà đã sống ở Dallas mấy chục năm. Nhưng người con trai sống ở Dallas thì lại muốn em gái lo mai chay cho mẹ bên Cali cho tiện. Cái lý anh ta đưa ra là chết ở Mỹ thì lo mai chay ở đâu cũng chỉ là cái nhà quàn như nhau. Tôi chỉ quen biết ông như một người viết và một độc giả. Chưa bao giờ tôi uống với ông một ly bia vì ông không uống rượu bia, không thuốc lá. Nhưng hôm đầu thu đó, ông tự tay mượn điếu thuốc đang cháy dở trên tay tôi. Ông hút một hơi thuốc thật sâu rồi trả lại. Tôi sợ ông sặc, nhưng ông đã không sặc. Ông nhả khói chậm rãi và chìm vào tâm sự. Tôi chưa bao giờ nói với anh, cũng không nghĩ tới chuyện nói với ai. Nhưng nỗi buồn trong tâm khảm tôi lớn dần, như là mầm bệnh ung thư tới hồi bộc phát. Tôi biết là trước sau gì cũng chết. Tôi không sợ chết, chỉ buồn lòng với người làm cha mà không biết dạy con mình. Vợ chồng tôi chỉ có hai người con, lo được cho thằng lớn ăn học, tới ra đại học, không phải nợ tiền học đồng nào. Nó đi làm, lĩnh lương cất riêng vào chương mục nhà băng của nó. Ngày ngày vẫn về nhà ăn ở, cha mẹ lo. Nó cho đó là lối sống Mỹ, và nó chọn cách sống ấy. Cha mẹ đừng tọc mạch vào thu nhập của con cái. Nhưng khi nó muốn lấy vợ, thì nó lại chọn lối sống của người Việt là dù sống ở đâu trên địa cầu, thì chuyện cưới hỏi của con cái, cha mẹ người Việt cũng đứng ra lo cho con. Thế là vợ chồng tôi lo cưới vợ cho con trai. Tôi không lấy gì làm buồn lòng, vì cha mẹ tôi cũng đi cưới vợ cho tôi khi xưa. Nhưng rồi con tôi muốn mua nhà, nó trình bày với vợ chồng tôi là nó mua nhà 150, cần mượn nhà băng 100.000. Nếu trả trong 30 năm thì tổng số tiền nó phải trả cho nhà băng lên tới 300.000, nghĩa là 100.000 vốn với 200.000 tiền lời trong 30 năm. Nó muốn cha mẹ giúp đỡ cho nó mượn 100.000 để nó trả đứt căn nhà ngay khi mua, không phải trả tiền lời cho nhà băng. Nếu nó phải trả số tiền 300.000 trong 30 năm thì 10 năm cho 100.000. Nó sẽ trả cho cha mẹ 100.000 trong 10 năm là khả năng có thể. Tôi bắt đầu thất vọng về con trai tôi, vì gom hết tiền của cha mẹ chỉ đủ 100.000 cho nó mượn. Vợ chồng đã về hưu thì tiền già gói ghém cũng đủ sống.
nhưng tiền đâu lo cho con em nó học trong đại học để khỏi mượn nợ. Tôi suy nghĩ nhiều đêm và chợt nghĩ rằng đằng nào cũng mất con rồi. Đó là cái giá phải trả cho mưu cầu tương lai của con cái. Tôi đưa nó đến Mỹ, chứ tự nó đâu đi một mình được. Tôi sinh ra nó, chứ nó đâu tự xuất hiện trên cuộc đời này được. Nhưng tôi thất bại trong chuyện dạy nó sống đùm bọc với người thân. Tôi có lỗi đã để nó hấp thụ lối sống ích kỷ của xứ sở này. Đằng nào tôi cũng mất con rồi. Nếu đồng ý cho nó mượn 100.000 không tiền lời, là tôi đã thẳng thắn nhìn nhận mình thua cuộc. Không bao giờ dạy được con quay lại lối sống đùm bọc nhau của người Việt mình nữa. Nhưng từ chối nó thì tôi mất luôn vợ. Vì mẹ nào chả thương con, thương càng mù quáng, tình mẫu tử càng lên ngôi. Nó trả lời cho tôi một câu hỏi, tiền đâu để lo cho em nó? Thì ba mẹ lấy tiền con trả hàng tháng để lo cho nó. Tôi định hỏi câu hỏi quan trọng nhất theo kinh nghiệm của tôi là, nhưng con có chắc là con sẽ trả cho ba mẹ hàng tháng, hay trả vài tháng, rồi quên luôn? Tôi thương vợ tôi, nên đã cho con trai tôi mượn 100.000. Vợ tôi mất tinh thần nhiều năm sau đó, vì đúng là nó không trả. Nhưng chúng tôi được trời Phật cho lại đứa con gái muộn màng, nhưng hết mực hiếu thảo. Nó là nguồn an ủi niềm vui còn lại cho vợ chồng tôi. Lúc nào nó cũng vui vẻ nói là ba mẹ chết rồi thì tài sản cũng để lại cho anh em con thôi. Anh hai cần trước thì anh hai lấy trước, ba mẹ đừng có giận anh hai nữa, chỉ tổn hao sức khỏe cho ba mẹ thôi. Còn con, nợ học thì ai đi học ở Mỹ mà không nợ, chừng con ra trường thì con trả, ba mẹ đừng lo nữa. Con bé lạc quan nói sao làm vậy, về sau nó lấy chồng bên Cali, nên về Cali sống. Vợ tôi muốn bán nhà, dọn về Cali ở với con gái, thì thằng con trai không cho đi, vì bà nội phải ở Dallas để trông con cho vợ chồng nó đi làm. Đến cái chết đột ngột của mẹ nó. Tôi muốn đưa bà ấy về Dallas để lo mai chay, vì bà ấy đã sống ở đây như là quê hương rồi. Nó ngại tốn kém, nên lý lẽ bất dung tình với cả cha mẹ. Tôi không buồn sao được anh. Ôi, cái hôm đầu thu đó, nhớ lại sao mà buồn. Và tại sao lại có hôm nay, tôi đến giúp ông bạn bán Estatcel, bán hết gia tài một lần để giã biệt. Buổi chiều cuộc đời như không gian thu tràn ngập lá vàng bay, những nảy nở mùa xuân, khoe sắc hạ, thu úa đông về. Ông bạn già có sống tới 100 tuổi, thì mùa thu thứ 100 của cuộc đời cũng phải rời bỏ ngôi nhà không cần bật đèn giữa nửa đêm cũng biết nối đi. Bán bỏ cả cái thìa khuấy ly cà phê mỗi sáng, mà người gia chủ chắc là khuấy ly cà phê bằng cái thìa khác sẽ không ngon. Rồi, bức tranh mua Garasel có vài đồng bạc hồi mới qua Mỹ, nhưng không có nó trên tường nhà, thì cứ tưởng mình đang ở chơi nhà bạn hay nhà bà con chứ không phải là nhà mình. Đến tiếng cái đồng hồ nhà mình cũng khác hẳn tiếng đồng hồ nhà khác, mà chỉ có mình phân biệt được. Lại còn nắm đất quê hương trên bàn thờ hồi ra đi mình mang theo để nhớ đường về, nhưng nó nằm im lặng đã 40 năm. Bây giờ, người đem nó đi còn gửi lại nắm xương ở quê người, thì nắm đất quê hương ấy trở thành oan nghiệt. Cho không ai lấy, bán chẳng ai mua, mà ném qua cửa sổ thì hóa ra mình đã biến thành thú vật. Tôi ứa nước mắt trên tay lái. Làm sao ông bạn tôi có thể sống sau hôm nay khi chính tay tôi đã bán hết những gì đã gắn bó với ông cả đời? Tôi, chính tôi, đã tiếp tay thần chết sớm, bắt ông rời bỏ thói quen và kỷ niệm, rồi rời bỏ tới người thân, cuối cùng là rời bỏ cuộc đời. Nhưng nhớ lại tâm sự đầu thu của ông, ông đi dự đám tang của vợ bên Cali như người quen biết cũ. Mấy chục năm vợ chồng còn lại cái trống không trong lòng già. Con trai ông đi dự đám tang của mẹ rừng rưng đến mức lúc về, anh ta nhắc ông là ba phải làm di chúc căn nhà lại cho con, vì ba đi đột ngột như má thì chính phủ lấy nhà. Tôi nghĩ
Chắc anh ta không chỉ muốn lấy căn nhà đã trả hết, mà muốn lấy luôn cả phần bảo hiểm nhân thọ của cha, nên mới chọc giận ông đúng thời điểm tinh thần và thể lực của ông suy kiệt nhất sau mấy ngày đám tang bên Cali. Tôi biết anh ta và từng gặp mặt vì Dallas đâu có mấy nhà hàng của người Việt. Anh là ai trong gia đình lớn của anh, gia đình nhỏ của anh, trong xã hội anh đang sống? Tôi không quan tâm tới địa vị hay tên tuổi của anh ở địa phương. Tôi chỉ biết là tôi đã có lỗi với một người không có lỗi gì với tôi là anh. Tôi đã đồng tình với ý kiến của con gái ông, dù chỉ nghe ông kể. Con còn phải đi làm và lo lắng cho gia đình con. Con không thể chăm sóc cho ba mỗi ngày như má. Nhưng má mất rồi thì ba không thể ở một mình. Ba có chuyện gì không ai biết, không ai hay, làm sao con yên tâm được? Con xin ba giao hết nhà cửa cho anh hai, muốn làm gì thì làm. Ba về Cali với con. Ba phải ở viện dưỡng lão, vì con không thể và không có thời gian để lo cho ba như má. Nhưng vài hôm con sẽ ghé thăm ba 1-2 tiếng đồng hồ. Con nấu được gì ngon, con đem vô cho ba ăn. Ba có chuyện gì, người chăm sóc cho ba sẽ báo ngay cho con vô ngay với ba. Tôi có tào lao lắm không khi lên tiếng về chuyện nhà của người khác? Tôi nói với ông hôm đầu thu, chia buồn với ông về sự mất mát người thân nhất của ông mà tôi không biết. Cho dù ông có hay thì tôi chắc cũng không có điều kiện bay qua Cali để viếng tang của bà. Thôi thì ngày nào còn sống, hãy tính chuyện đời cho xong để êm xuôi khi ra đi. Ông bà đã giúp con trai không phải nợ tiền học. Tôi tính nhanh là đã cho anh ta 50.000. Ông bà cho anh ta mượn 100.000 mua nhà và không hoàn lại. Vậy là ông bà đã cho con trai 150.000. Bây giờ ông bán căn nhà mà ông đang ở cũng cỡ 150.000. Số tiền đó cho hết con gái là công bằng với cả con cái. Ông về Cali sống với đề nghị của con gái là hoàn toàn hợp lý. Số tiền bảo hiểm nhân thọ của vợ ông gửi con gái để lo cho ông những ngày cuối đời. Thừa thiếu gì thì tôi tin là con gái ông không tính toán với ông. Còn phần bảo hiểm nhân thọ của ông thì di chúc lại cho con gái. Nhưng chỉ nhờ cô ta quản lý số tiền đó để về sau chia đều cho hết cháu nội, cháu ngoại của ông bà. Cứ đứa nào vô đại học thì được nhận một khoản tiền do ông bà để lại cho con cháu ăn học. Tôi biết với đà lạm phát và trượt giá ở nước Mỹ thì số tiền học bổng miễn hoàn lại cho con cháu sẽ không nhiều, nhưng rất có ý nghĩa về mặt tinh thần với đời thứ ba của gia đình ông trên nước Mỹ. Câu chuyện đầu thu mới đó mà đã cuối thu rồi. Ông bạn tôi đúng là người độ lượng, như tôi đã tin ông như thế. Ông giao căn nhà cho con dâu để cho mướn kiếm thêm tiền trợ cho cháu nội ông được sống sung túc hơn. Ông di chúc lại căn nhà cho con dâu của ông chứ không bán. Giấy tờ xác quyết là tài sản của riêng con dâu. Để nhỡ vợ chồng con xảy ra chuyện bất trắc gì sau khi ba mất, thì ba mẹ chỉ giúp được con một chỗ ở để nuôi mấy đứa cháu nội của ba mẹ. Cảm ơn con. Ông cho hết con gái khoản tiền bảo hiểm nhân thọ của mẹ cô ấy. Ông nghe tôi về khoản tiền bảo hiểm nhân thọ của ông. Ông chỉ còn giữ lại hằng hà kỷ niệm trong từng đồ vật mà tôi đang bán cho những người không quen biết. Thế nên, mắt ông lạc thần trông theo từng kỷ niệm vĩnh biệt ông lần cuối khi bước ra khỏi cửa một mái ấm gia đình đã tới hồi kết. Đó là buổi sáng một ngày cuối thu mà tôi sẽ không bao giờ quên với hình ảnh một người đàn ông biệt xứ lúc cuối đời. Tay khép lại cánh cửa nhà mình lần cuối, bình thản nói: "Thôi, mình đi nghe em." Là di ảnh của bà mà ông kẹp ở nách để khóa cửa ra đi. Ngoài đường, những trang trí cho ngày lễ Halloween đã lên đèn dọc lối đi. Tôi nhìn ông thả bộ ra xe mà thấy một kiếp người đến với cuộc đời cách nay 80 năm chỉ có tiếng khóc là gia tài, thì hôm nay là món cuối cùng của Estacel. Ông trầm ngâm buổi sáng, thở dài buổi trưa,
rồi ngấn lệ buổi chiều theo từng kỷ niệm vĩnh biệt ông ra đi. Nhưng cuối ngày, ông lại mỉm cười với di ảnh vợ lúc khóa cửa. Cái nháy mắt tinh nghịch của ông với di ảnh bà là bằng chứng ông đến với cuộc đời này bằng một tiếng khóc. Nhưng khi ra đi, ông đã đem theo một người tình. Tôi nhìn theo ông ấy tan vào màn đêm phủ về. Nhìn lại mình sau một ngày tiếp tay thần chết, nách tôi kẹp chai rượu thần chết thưởng cho tôi. Nhưng quân sĩ của thần chết đã giao lộn vào nhà một người không uống rượu, nên phải nằm chờ tới Estatcel này. Tới Estatcel của tôi, cũng là kinh doanh từ vốn liếng là tiếng khóc chào đời, tôi sẽ kẹp nách mang theo được gì lúc ra đi. Chỉ biết chai rượu thường, nhưng để lâu năm cũng ngon như nước cam tuyền. Từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau, đâu đó là thơ Bùi Sáng. Uống xong ly rượu cùng nhau, hẹn rằng mãi mãi quên nhau muôn đời. Khi hiểu được thơ Bùi Sáng thì cuộc đời coi như đã tàn thu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.